mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 22 tháng 11 năm 1992 với chủ đề Vạn vật đồng nhất thể. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyền chính. lời tựa Thanh Hải Vô Thượng Sư nói Thể nghiệm lẽ ra không được nói Nhưng bởi vì giảng đến những chuyện này Tôi nhắc nhở mọi người Tôi dùng kinh nghiệm của bản thân Để bảo đảm tôi đã thực sự thể nghiệm được Vạn vật đồng nhất thể Tôi thật sự biết rằng tôi đang ở trong con bướm Trong con chuột, con mèo Trong bản thân mình, trong quý vị Trong mọi người, vân vân Tất cả đều là tôi chào mọi người dương minh sơn lạnh quá nên tôi trở về đây tôi chưa thay được quần áo thể thao vì còn phải đi mua mọi người đều có quần áo thể thao chỉ trừ tôi là không có tôi bảo họ mua một bộ cho tôi nhưng họ không mua nên bây giờ tôi không có để mặc thôi tôi vẫn còn được kể là người xuất gia mà ai là người cứ đắn đo không biết có nên xuất gia hay không vậy quý vị biết người đó là ai không người đó xưa nay chưa bao giờ rời khỏi nhà để đi xuất gia nhưng lại là người xuất gia dù không cạo đầu chưa bao giờ sinh chưa bao giờ tử mãi mãi an lạc mãi mãi sáng suốt và mãi mãi ngu tối đó là con người thật của chúng ta vừa ngu vừa thông minh vừa vô nghĩa lại vừa có ý vị đó là con người thật của chúng ta quý vị có biết chúng ta là ai không có người đáp chúng sinh ôi chao quý vị không hiểu gì cả quý vị là phật quý vị nhìn sợi dây điện này bên trong có một luồng điện chung được truyền đến những ổ điện khác nhau tất cả những ổ điện đều giống nhau phải không vậy mà có cá nhân này tôn sùng cá nhân kia bóng đèn này tôn sùng bóng đèn khác bởi vì nó tốt hơn sáng hơn quý vị tự mình không nhìn thấy sự sáng lạng của mình chỉ chú ý ánh sáng của người khác và nói thật là sáng lạng ôi anh vĩ đại quá làm sao anh có thể sáng như thế có thể dạy cho tôi cách nào để được sáng như vậy không rồi mọi người cứ như vậy mỗi ngày đều tôn sùng cái cá thể sáng hơn kia sợi dây điện cố gắng thuyết phục là mọi người đều có thể sáng như nhau nhưng không ai tin cả họ nói không thể được chúng tôi đang tối chỉ có một mình anh là sáng thôi anh nhất định phải dạy tôi ngày đêm cứ bám nó bắt nó phải dậy làm sao để được sáng hơn thật ra tất cả vốn đều sáng như nhau thật là đơn giản chúng ta vốn đều giống nhau quý vị thử nghĩ trước khi chúng ta sinh ra chúng ta chưa có thân thể này có phải chúng ta không có cảm giác về sự hiện hữu của mình khi chúng ta sinh ra chúng ta cũng không có cảm giác là chúng ta sinh ra thật sự là như vậy có ai nhớ được lúc họ sinh ra không thật vậy phải có người nói với chúng ta anh sinh ra rồi đây là thân thể của anh đây là anh sau đó từ từ chúng ta nhận thức được điều này và nói ồ đây là tôi tôi bây giờ là trẻ con bây giờ tôi đã trưởng thành sau đó tôi muốn cái này tôi muốn cái nọ tôi là người xuất gia tôi là người tại gia tôi là một vị đại quan nào đó tôi là một tên vô danh tiểu tốt nghe hiểu không thật ra chúng ta không phải là bất cứ thứ gì cả ví dụ lúc chúng ta chưa sinh ra chúng ta hoàn toàn không biết đến sự hiện hữu của chúng ta có phải không chúng ta tuy được sinh ra nhưng không biết tại sao mình được sinh ra như thế này không ai hỏi chúng ta muốn sinh ra với chiều cao và hình dáng như thế nào cần những cá tính gì thật là không có và từ đó lúc nào cũng có người thủ thỉ con là như thế này con là em bé sơ sinh con là mỗi ngày đều niệm những lời như vậy ví dụ hà tất vấn theo tiếng trung hoa có nghĩa là tên người hoặc còn có nghĩa là hỏi làm chi tại sao hôm nay tệ thế áo quần đã dơ rồi hãy mau đi rửa mặt hãy mau đi làm bài vở hãy mau đến trường hãy mau rửa chén hãy mau mỗi ngày mọi người đều kêu tên chúng ta và sức chú ý của chúng ta bị khóa kín trong thân thể này ôi năng lực vô sở bất tại của chúng ta bị giam hãm trong thân thể vật chất này chúng ta lẽ ra là vô sở bất tại chúng ta bị giam trong vai trò một người bác ông bà chim chóc trẻ con cô gái đẹp anh thanh niên tuấn tú chúng ta có trong bất cứ người nào hoặc vật gì, dần dần chúng ta được huấn luyện kỹ lưỡng và bị giới hạn bởi danh từ. Anh là hình dáng này, anh là một người nào đó. Về sau, chúng ta quên mất bản lai like của mình và bắt đầu hỏi, ta là ai? Từ khi sức chú ý của chúng ta bị giam hãm và đặt vào trong cơ thể này, chúng ta trở thành người đó chúng ta quên mất những yếu tố khác của bản thể chúng ta và trở nên hoàn toàn ngăn cách với mọi người khác ngăn cách với vạn vật và chúng ta trở thành hình dáng như ngày nay điều này còn chưa tệ lắm tệ hơn nữa là vì chúng ta quen với thân xác này khi chúng ta nhìn những thân xác khác vốn cũng là chúng ta chúng ta nhìn nó như là anh ấy hoặc những người ấy. Chúng ta bắt chước cách cư xử của họ và cùng lúc phát triển cá tánh riêng của chúng ta. Chúng ta học hỏi nơi người khác, đồng thời phát triển những ham thích cá nhân và bị lệ thuộc. Đột nhiên, thân thể này cảm thấy dễ chịu khi có người ôm ấp, cảm thấy cần đắp mền khi trời lạnh. Biết mặc những bộ quần áo này sẽ làm cho thể xác đẹp hơn vì mọi người chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của nó không ai sẽ chú ý tới ta nếu ta mặc quần áo khác nên ta biết là nên mặc những bộ quần áo đó và làm mọi người chú ý tới ta ha ha một mình ta chú ý tới ta không đủ chúng ta còn muốn người khác chú ý tới nữa khi chúng ta biết được người đó là ai rồi ảo tưởng này sẽ càng lúc càng gây trở ngại trầm trọng cho chúng ta tư tưởng và sức chú ý của chúng ta cũng càng lúc càng bám chặt vào cũng như chúng ta chụp những cảnh hùng vĩ với một máy chụp hình và thu vào trong tấm ảnh nhỏ vậy cuối cùng chúng ta nhìn nhận ta là người như thế này ta là kẻ lưu manh ta rất bác ái từ bi thật là phi lý sự thật ta là tất cả hiểu không chúng ta không thể nào chỉ là một người chúng ta giống như một bóng đèn tiếp nhận được điện lực và cũng giống y như những bóng đèn khác các bóng đèn có hình dáng lớn nhỏ khác nhau nhưng nguồn điện lực nhận được bên trong đều giống nhau cho nên những gì quý vị hiểu được biết được cảm nhận ở bên trong của quý vị cũng đều giống y như tôi vậy nếu không có con người thật bên trong không ai có thể hiểu được không ai có thể tồn tại được, không ai có thể cảm thấy được sự hiện hữu của mình. Thân xác của chúng ta sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng khi con người thật của chúng ta với những hiểu biết ra đi. Nằm chết ở đó. Lúc chết là lúc chúng ta trở về tổng đài. Bóng đèn bên ngoài có thể bị hư hoại, nhưng nguồn điện bên trong vẫn còn đó. Ngay khi chúng ta thay một bóng đèn mới, thì dòng điện sẽ trở lại. Cho nên quý vị thấy được, sau khi chúng ta lấy đi những cảm giác hỷ, nộ, ái, lạc thì chúng ta là ai? Chúng ta có phải là những cảm giác này không? Cũng giống như biển vậy, nếu không có gió thì làm sao có sóng? Sóng tuy cũng là một phần của biển, nhưng không do chính biển tạo ra mà là do gió con người thật của chúng ta là một hiện hữu hiểu biết có khả năng quan sát cho nên chúng ta mới có thể quan sát những sự vật khác khi chúng ta quan sát chúng ta có phải là người chủ không ví dụ bây giờ tôi nhìn quý vị quý vị đang ngoáy lỗ mũi hoặc là gãi ngứa hoặc đang đọc sách những điều này là ta đang quan sát phải không bởi vì ta có năng lực nhìn và quan sát thân thể cảm giác đầu óc của chúng ta cũng vậy cũng là bị quan sát mà thôi cho nên mới nói thân của tôi tay của tôi mắt của tôi không phải tôi mà là của tôi quý vị phải phân biệt rõ giữa tôi và của tôi đó chỉ là tài sản của tôi vật sở hữu của tôi mà thôi cái ta này thật sự là ai đó là một người khác nó chỉ quan sát mà thôi nó quan sát thấy chúng ta thích cái đẹp thấy chúng ta đang trang điểm thấy thân thể này mặc những bộ y phục khác nhau thấy thân thể này hôm nay không được khỏe bị cảm nó quan sát thấy đầu óc hôm nay có phản ứng chủ động và trầm tĩnh ngoại cảnh khiến nó có những ý nghĩ khác nhau cũng giống như biển bởi gió bởi sức hút của trái đất cho nên mới có sống biển không phải là sống nhưng không có biển thì không có sống cũng giống như vậy chúng ta không phải là những cảm giác này nhưng nếu không có chúng ta thì không có những cảm giác này lúc quý vị chưa sinh ra hỉ nộ ái lạc từ đâu đến khi quý vị chỉ có một mình rất ít có cảm nhận về sự hiện hữu của mình phải không rất ít trừ khi có người khác đến hoặc có chuyện gì xảy ra chúng ta mới đột nhiên cảm thấy được cái ta này mới có đối đáp mới có phản ứng còn không chúng ta sẽ không cảm nhận được sự hiện hữu của mình khi mới thức dậy vào buổi sáng sớm chúng ta chưa mở mắt ra chúng ta không có ý niệm gì là chúng ta sẽ ăn hay uống gì chúng ta chỉ có một thứ cảm giác một loại nhận thức và phản ứng đôi khi sự nhận thức này điều động những hành động một cách tự nhiên cho đến khi có người khác đến có chuyện gì xảy ra có hoàn cảnh gì đến chúng ta mới biết có ta có người có xung đột và có sự hiện hữu cho nên cái ta này thật sự không có chúng ta không phải là người đó nhưng sự nhận thức đó biết được là chúng ta cũng như những thứ khác có hiện hữu chúng ta bị ngăn cách với vạn vật vì chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ hiện hữu trong thân thể vật chất này mà thôi nếu không chúng ta thật sự là vô sở bất tại chúng ta thật sự đều giống nhau cùng chung một dòng điện mà thôi có thể có nhiều bóng đèn khác nhau nhưng dòng điện bên trong dây điện thì giống nhau bóng đèn có những hình thể khác nhau nhưng chúng ta cũng không thể nói là chúng không giống nhau trong lều của tôi có một sợi dây điện mà tôi dùng nó vào rất nhiều việc tôi dùng cho cái máy radio điện thoại hoặc cho ngọn đèn đọc sách hoặc những bóng đèn khác sáng hơn. Cường độ dòng điện có thể dùng là 20W, 100W hoặc chỉ có 7W thôi. Nhưng nguồn điện cũng chỉ là một. Tôi muốn dùng vào chỗ nào thì cắm vào chỗ đó. Nguồn điện ấy chạy qua điện thoại. Bóng đèn nhỏ, bóng đèn lớn đều giống nhau. Nếu bóng đèn nhỏ nói với bóng đèn lớn rằng bên trong của anh và của tôi khác nhau thì thật là chuyện rất đáng nực cười dĩ nhiên mật độ sáng bên ngoài của chúng khác nhau nhưng chúng ta không thể nói rằng nguồn điện bên trong là khác nhau sự khác biệt chỉ ở lớp vỏ bên ngoài mà thôi cũng vậy con người chúng ta và chúng sinh vạn vật cũng chỉ khác nhau bởi lớp vỏ bên ngoài mà thôi bên trong của chúng ta đều giống nhau cho nên không nên chấp vào hình dáng bên ngoài của mình rồi nói rằng tôi khác với anh nếu quý vị không hiểu rõ điều này thì quý vị là vô minh nhất tội lớn nhất là không biết mình là ai tạo ngăn cách với mọi người rồi gây ra nhiều đau khổ vì thế mới tạo nên luân hồi và nhân quả bởi vì chúng ta bám vào những việc chúng ta làm và những gì chúng ta biết tôi là bác sĩ tôi rất thành công tôi làm được việc này còn họ không làm được vân vân, rồi dựa vào ý niệm này, quý vị có xung đột, cạnh tranh trong việc buôn bán và va chạm với nhau. Tất cả là vì không hiểu được họ cũng giống như ta. Cho nên có những lúc dạy quý vị thật mệt, chuyện đơn giản như vậy mà quý vị cũng không hiểu. Để rồi chấp vào việc ai là tôi, ai là đệ tử, người này là ai, người kia là ai. Được, quý vị cứ bám vào những ràng buộc của quý vị nhưng nên nhớ đừng quên những điều tôi nói ngày hôm nay. Quý vị cho rằng bóng đèn của quý vị đẹp hơn bóng đèn của người bên cạnh. Được đây cũng là sự thật quả thực có những bóng đèn đẹp hơn những bóng đèn khác hình dáng lớn nhỏ khác nhau quý vị có thể hài lòng với lớp vỏ bên ngoài của mình nhưng đừng quên chúng ta là đồng nhất thể chúng ta dùng chung một nguồn điện giống nhau chúng ta cùng từ một nguồn gốc mà ra mà nếu không có nó thì không có chúng ta hãy giữ điều này trong tâm và quý vị cứ ca hát khiêu vũ yêu đương đánh cờ đi học đánh đàn làm thơ hoặc vẽ tranh quý vị có thể chọn không vẽ tranh không làm thơ hoặc có thể ngâm thơ xé thơ mọi người cười vì tiếng trung hoa chữ xé và thơ phát âm giống nhau đem thơ xé đi cũng chẳng sao đều được cả nhưng đừng quên rằng chúng ta thật sự là đồng nhất thể. Chúng ta thật không có sự khác biệt. Nếu quý vị quên mất điều này, thì sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra, nhiều phiền não sẽ tới, và nhiều đau khổ sẽ xâm lấn. Không phải chỉ cho chính mình, mà còn cho người khác nữa. Chúng ta còn đem những đau khổ cả đến cho những người đã khai ngộ. Chúng ta bám vào họ, làm phiền họ, muốn những điều không nên muốn, nói cho họ nghe những chuyện vô vị, hỏi họ những câu không chính đáng giống như có người thường viết thư hỏi tôi con phải làm sao nếu chồng của con không ăn chay không ăn chay thì thôi họ không ăn chay là chuyện riêng của họ quý vị cứ tiếp tục việc ăn chay của quý vị tại sao phải phiền não vì anh ta con cọp không ăn chay thì sao hãy coi ông ấy như một con cọp là được rồi vũ trụ còn có rất nhiều chúng sinh ăn thịt chúng ta phải làm sao chồng của quý vị tuy trông không giống cọp, nhưng lại hành động giống cọp, thì quý vị cứ xếp ông ấy vào chung loại, thì đâu có gì là phiền não nữa. Ở nhà quý vị nuôi mèo, nó không ăn chay mà ăn thịt, bắt chuột, như vậy thì phải làm sao? Mặc kệ chúng nó. Có loại bóng đèn rất chói mắt, có loại dịu hơn. Nếu chói mắt thì đừng nhìn. Chúng ta mua bóng đèn khác mà chúng ta thích, rủi nó đã được đặt cố định ở một nơi thì đừng nhìn nơi đó nữa đây là lỗi của chúng ta tại sao lại dùng bóng đèn chói mắt như vậy quý vị phải hiểu rõ quý vị muốn gì trước khi mua quý vị phải tự trách mình có quá nhiều phẩm chất không tốt cũng giống như nhiều bà nội trợ xài tiền và mua sắm một cách không suy nghĩ họ làm cho các ông chồng đau đầu vì tiền lương bị vợ tiêu sạch, có khi chưa kịp lãnh lương đã sai trước rồi. Trong nhà lại phải cất thêm một phòng nữa để chứa những thứ đã mua. Có nhiều thứ mua rồi lại không bao giờ dùng đến và còn phải lau chùi vì sợ bị rỉ sét. Một năm quý vị dùng một lần cũng phải lau chùi. Có khi chỉ dùng một lần rồi không dùng đến nữa cái gọi là nhà kho phải gọi là kho rác mới đúng bởi nó rất dơ chứa đầy những thứ vô dụng giống như rác vậy cũng vậy có những lúc quý vị chọn lầm bạn chọn lầm người bạn đời cũng giống như quý vị đi chợ mua lầm hàng vậy chỉ nên trách mình mà thôi đừng nên trách họ quý vị mua lầm món hàng là lỗi tại quý vị nó không có đòi hỏi hay yêu cầu quý vị mua quý vị nên khoan dung vì chính quý vị đã quyết định sai tôi cũng gặp vấn đề như vậy người nào đến xin xuất gia tôi cũng chấp nhận một cách dễ dàng bởi vì mục đích xuất gia của tôi rất trong sạch và đơn thuần tôi cho rằng lý tưởng xuất gia của mọi người cũng vậy cho nên ai tôi cũng hoan nghênh ồ cuối cùng tôi gặp rất nhiều phiền não bây giờ tôi chỉ có thể tự trách mình mà thôi nhưng đã là vạn vật đồng nhất thể thì cũng mặc kệ bây giờ quý vị đã hiểu vì sao có lúc tôi la rầy thượng đế ngài ngu quá có khi ngài thật là ngu quý vị thấy ngài ở bên trong là cái người ngu nhất thật vậy giống như bóng đèn nhỏ và bóng đèn lớn đều có cùng một nguồn điện lỗi không phải do bóng đèn mà là lỗi từ bên trong lỗi của người tạo hóa cho nên quý vị không thể trách bóng đèn đó Tại sao nhỏ như vậy rồi đập vỡ nó đi, bóng đèn làm gì có lỗi mà lỗi là của người tạo ra nó. Tình trạng thật là phiền phức. Quý vị biết không, mỗi khi nghĩ đến ngài Thượng đế, tôi thấy thật phiền não, có lúc tôi thật sự muốn khiển trách ngài, tuy nhiên cũng không nên trách ngài. Bây giờ, quý vị biết chúng ta cầu năng lực gì không? Chúng ta cầu năng lực hiểu biết, nhưng còn có một năng lực khác cao hơn nữa đó là năng lực không hiểu biết cho nên mới nói đại trí như ngu hai thái cực này có rất nhiều điều giống nhau ánh sáng cực sáng như ánh sáng của vạn năng có thể làm cản trở thị năng của chúng ta vì nó quá sáng còn ở nơi tối tâm chúng ta cũng không thể nhìn thấy gì có lúc quý vị có thể nhìn thấy ánh sáng thật sáng trong phòng tối có người không nhìn thấy được bởi vì họ chưa phát triển khả năng cần thiết vào mục đích này cũng như những ngôi sao thật nhỏ không dùng viễn vọng kính thì không thể thấy được người khác không có viễn vọng kính thì không nhìn thấy được những ngôi sao nhỏ đó chứ không phải vì chúng không hiện hữu chỉ vì chúng quá nhỏ ánh sáng của chúng ta cũng vậy bởi vì nó cực sáng cho nên chúng ta không thể dùng mắt trần để thấy được chứ không phải là không có ánh sáng cho nên đôi khi quý vị thấy trong phòng tràn ngập ánh sáng mặc dù căn phòng rất tối không ai nhìn thấy ánh sáng kể cả ông chồng đang ngồi cạnh quý vị cũng vậy chỉ có chúng ta mới thấy được mà thôi từ thí dụ đó quý vị biết là cả hai thái cực đều giống nhau năng lực cao nhất là năng lực không hiểu biết chúng ta nói vô minh nhất cũng là không hiểu biết cả hai thái cực này rất giống nhau cho nên phật mới nói chúng ta tu trung đạo lúc chúng ta đau khổ không mãn ý thì chúng ta cầu ai chúng ta nên cầu năng lực trung hòa là lực lượng cao nhất đối với chúng ta bởi vì chúng ta không thể cầu thượng đế vô minh hoặc thượng đế không hiểu biết không hiểu biết khác với ngu dốt chẳng hạn như khi ở một mình chúng ta ít cảm nhận được sự hiện hữu của mình trừ khi chúng ta đụng phải vật gì khiến chúng ta đau hoặc có người chửi mắng chúng ta hoặc khi có xung đột còn không thì không có gì để chúng ta khởi niệm và chúng ta cũng không cần biết đến người ta có thể không cảm thấy sự khác biệt giữa nam và nữ cho đến khi có một người nam xuất hiện họ mới biết ồ oh, có sự khác biệt khi chúng ta bắt đầu muốn biết thì năng lực không hiểu biết bắt đầu kích động một chút và chúng ta bắt đầu hiện hữu cũng giống như lúc chúng ta ngủ chúng ta trở về trạng thái vô thức nguyên thủy cho nên chúng ta không biết gì cả khi chúng ta nằm mơ chúng ta trở thành tạo hóa tạo ra toàn những thứ rối ren bao gồm cả chính chúng ta đúng không nó thật đến nỗi khi tỉnh giấc, mắt chúng ta còn ướt đẫm. Cảm giác hoảng sợ vẫn còn ấn tượng sống động, giống như chuyện thật sự xảy ra trong thế giới này. Thế giới này cũng vậy, chỉ là một giấc mộng. Cho nên quý vị không thể biết được trang tử nằm mộng, thấy mình làm con bướm, hay con bướm đang nằm mộng, làm trang tử. Tôi có những lúc cũng không biết mình đang nằm mộng gặp quý vị hoặc là đúng vậy có những lúc tôi gặp quý vị mà cũng như không gặp quý vị vậy thật là lạ cảm giác như mơ hồ phải tập trung hết sức chú ý vào quý vị cố gắng đem hiện thực trở lại có lúc tôi không phân biệt được là mình đang nằm ngủ thấy mộng hay nằm mộng thấy đang ngủ có lẽ quý vị thỉnh thoảng cũng có thể nghiệm này khi quý vị nhìn vào thế giới thấy thật mơ hồ giống như một giấc mơ vậy thiếu chất lượng và tính chất vững vàng phải không nguyên do là vì không có chất liệu thật sự hiện hữu chúng ta chỉ dùng lớp vỏ vật chất bên ngoài để làm thí nghiệm mà thôi cũng giống như khi chúng ta mặc áo người nhái để thám hiểm dưới đáy biển lớp áo bên ngoài đó không phải là chúng ta phải không cũng vậy khi làm việc chúng ta phải mặc một bộ quần áo làm việc và bộ này có thể trở nên rất dơ nhưng khi chúng ta cởi bỏ bộ quần áo đó đi thì bên trong chúng ta vẫn sạch sẽ bởi vì quần áo không phải là thân thể của chúng ta bây giờ quý vị đã hiểu rằng chúng ta là đồng nhất thể chưa nếu quý vị hiểu được điều này thì quý vị đừng làm phiền tôi với những vấn đề hôn nhân của quý vị nữa quý vị chỉ làm theo những gì được dạy bảo và cuộc sống của quý vị sẽ trở nên đơn giản cho nên người xưa có nói phục tùng một người nào đó là cách sống tốt nhất thoải mái nhất đừng nên có ý kiến gì cả vì nó chỉ gây ra phiền não mà thôi bởi vì làm cách này hay cách kia cũng vậy thôi tại sao chúng ta không làm như đã được chỉ dạy dù sao chúng ta cũng là đồng nhất thể rồi sau khi chúng ta quen như vậy rồi chúng ta sẽ càng lúc càng ít đi những ý kiến riêng tư của mình càng lúc càng bớt đi cảm giác mình hiện hữu ngã chấp của chúng ta sẽ tiêu trừ dần dần chúng ta càng lúc càng hiểu biết hơn chúng ta sẽ trở thành đồng nhất thể tại ấn độ họ rất chú trọng đến việc phục tùng một vị minh sư còn không thì phục tùng chồng cha mẹ của quý vị hay bất cứ người nào chỉ cần quý vị thật tâm phục tùng họ là được nhưng như vậy cũng chỉ là một trong nhiều cách mà thôi tốt nhất là có được một vị minh sư chỉ dạy chúng ta hướng dẫn chúng ta đến chỗ khai ngộ để chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc hơn phục tùng một cách mù quáng cũng không phải là cách tốt nhất tuy nhiên nếu có người hết sức chuyên tâm phục tùng và thương yêu một người họ cũng sẽ có được cảm giác bình an đó nhờ đó ngã chấp cũng giảm bớt đi ngã chấp thật sự có nghĩa là gì đó là một thứ cảm nhận hết sức sâu đậm về sự hiện hữu của cái ta ta muốn điều này ta muốn làm điều kia thật sự rất phiền phức nếu không có cách ta này thì những nỗi đau khổ mà chúng ta trải qua chỉ như cơn gió thoảng vậy sẽ giảm đi rất nhiều cho nên tốt nhất là chúng ta hãy chờ ngày chết thật vậy bởi vì chúng ta không có chuyện gì để làm thì thôi chúng ta nằm đó chờ chết cho rồi bởi vì tất cả chúng ta đều đến từ một nguồn gốc mọi sự đều đã được an bài và không thể sửa đổi được thì chúng ta tu hành để làm gì chúng ta có cần phải tu hành không tại sao vậy có người đáp chúng ta không tu thì không hiểu được. Ồ, quý vị không tu hành thì sẽ không hiểu được. Lạ thật, nếu tu hành chỉ để khai ngộ thì cũng không tốt, mà cố ý tránh sự khai ngộ thì cũng không xong. Cho nên tu trung đạo là tốt nhất và điều gì tự nhiên đến thì chúng ta làm. Ví dụ, chúng ta không thể không vào nhà vệ sinh. Nếu quý vị làm bất cứ điều gì cũng tự nhiên như vào nhà vệ sinh vậy thì thế giới sẽ bớt đau khổ và chính mình cũng sẽ bớt đau khổ có thể quý vị hỏi vậy tại sao tôi đau khổ đó là vì quý vị đau khổ rồi quý vị đem sự đau khổ đến cho tôi còn không tại sao tôi phải đau khổ ví dụ ở đây có rất nhiều đệ tử xuất gia nhưng lúc tôi cần thì bên cạnh lại chẳng có ai thường thường khi không có chuyện gì làm Họ đem tôi ra làm vật thử nghiệm để qua ngày. Họ nói rằng lều tôi cần lau chùi, đồ đạc của tôi đẹp. Nơi tôi ở có sức gia trì, nên họ chen nhau tới vì họ không có chuyện gì khác để làm. Cho dù lúc nào họ cũng vội vã, họ vẫn cảm thấy chán, nên có một căn lều thích hợp cho họ lau dọn. Tôi bảo họ ngưng, nhưng họ vẫn tiếp tục quét dọn. Lúc tôi nghỉ ngơi, không muốn ai đến quấy rầy nhưng vẫn có người đến dọn dẹp lều của tôi rồi khi tôi cảm thấy mệt cần người đến dọn dẹp cho tôi thì lại không có ai đến thật là phiền não nên tôi tự giặt tự dọn dẹp lấy thì không còn vấn đề gì nữa lúc ở dương minh sơn mỗi ngày tôi tự nấu cơm tự giặt quần áo lau chùi sàn nhà ồ oh, tôi cảm thấy thật sung sướng quý vị đừng nghĩ rằng có nhiều người giúp quý vị là sướng đâu ồ oh, thật là ngu phiền não đến là từ đó mà ra thật vậy quý vị có thể đồng nhất thể với họ nhưng họ không đồng nhất thể với quý vị rồi quý vị phải làm sao nếu mọi người đều có thể sống một cách thông cảm ung dung tự tại thì không có gì là phiền não nữa không phải quý vị khai ngộ rồi thì thế giới không đem phiền não đến cho quý vị ồ trái lại càng nhiều hơn nữa đó là tại sao cảnh sát phải đi bắt những người phạm pháp cảnh sát rất rành luật lệ nhưng những kẻ phạm pháp lại không muốn biết đó mới là phiền phức nếu kẻ cướp nào cũng hiểu thì không cần cảnh sát đến bắt họ và không gây nhiều phiền toái nữa dĩ nhiên tôi muốn nói đến những kẻ thật sự phạm pháp không phải là những người bị oan ức có những người vì hoàn cảnh mà phạm tội trường hợp đó thì khác không phải kẻ phạm pháp nào cũng đều xấu cả có những người còn hiểu lý lẽ và thông minh hơn chúng ta chỉ vì không may cho nên hoàn cảnh đã đưa họ đến chỗ phạm pháp nếu chúng ta chấp vào một thứ gì cho rằng ta sẽ làm cái này ta sẽ làm cái nọ ta muốn cái này ta muốn cái kia ta thích vật này ta không thích vật kia sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải trở lại phải luân hồi vì chúng ta quên mất là vạn vật đồng nhất thể không người nào có thể quyết định vai trò cho mình được nhưng đó là sự thật mọi người đều gom lại thành nhóm giống như nhóm diễn viên trong một hí viện một vở kịch được dựng ra và mỗi người đóng một vai trò khác nhau dưới sự điều khiển của một đạo diễn đôi khi một người phải đóng nhiều vai khác nhau lúc đó mới thật là vui nhộn cùng một diễn viên vai này sẽ hỏi vai kia anh là ai tại sao anh hành xử như vậy anh không thể sửa đổi một chút sao đôi khi chúng ta có thái độ cũng tức cười như vậy thí dụ như có khi chúng ta xem trên sân khấu có người diễn một vai hung ác quá tài tình nên chúng ta giận dữ và la lên ồ giết nó đánh nó đi lôi nó xuống chém đầu đi người này không làm gì được cho dù chúng ta biết là họ chỉ đang đóng kịch mà thôi hiểu không đạo diễn muốn họ đóng vai trò như vậy nên họ không có sự lựa chọn ngoài việc phải diễn như vậy nếu không diễn như vậy thì vở kịch sẽ bị hư và những vai trò khác cũng không sao đúng được nếu có người đóng vai hung ác thì chúng ta phải có một vai anh hùng như thế chúng ta mới có thể so sánh mới có thể thán phục được chí khí anh hùng đó có phải không nếu người đó không vì dân trừ hại thì làm sao chúng ta biết được người đó là anh hùng nếu không có gì xảy ra trên thế giới và kẻ anh hùng cứ ngủ miệt mài làm sao quý vị biết được người đó là anh hùng? Tất cả đều là diễn kịch. Người này giúp người nọ, người nọ giúp người kia. Tôi cũng đóng một vai trò thôi, giúp quý vị, đánh bóng quý vị, làm cho quý vị trở nên anh hùng. Trong lúc tôi đóng vai một người xấu, tôi sẽ la mắng quý vị, nói ra những cái xấu của quý vị. Trong khi đó, càng ngày quý vị càng sáng lạ, mọi người đều biết đến quý vị như là một người thật nhẫn nại, thật khiêm tốn, thật trung thành với tôi, vượt qua được những khảo nghiệm, nhất định sẽ sớm thành Phật. Quý vị sẽ càng sáng hơn nữa. Như vậy là tốt, bởi vì người ta có thể so sánh. Cũng như vậy, nếu Thượng Đế hoặc lực lượng vạn năng hoặc trí huệ chỉ ở yên một chỗ, không tạo ra bất cứ thứ gì, thì không ai biết đến Ngài. Cho nên, Ngài cần phải tạo ra đó cũng là phản ứng tự nhiên mà thôi. Cho nên, không cần phải tán thán lòng từ bi bác ái của ngài, vì đó là bản chất tự nhiên của ngài. Cũng giống như cây táo thì sinh ra trái táo, cây cam thì sinh ra trái cam. Đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không thể thay đổi được. Đại trí huệ hoặc thượng đế cũng vậy. Nếu ngài muốn nghỉ thì ngài sẽ ngừng lại và mọi thứ đều biến mất. Cho nên, trong chương thứ nhất của Đạo Đức Kinh có nói: Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Tiếp tục sau câu đó là gì? Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Hữu danh là ý nghĩa gì? Có nghĩa là khi chúng ta bắt đầu có danh, bắt đầu suy nghĩ, đó là lúc sự hiện hữu của chúng ta bắt đầu từ đó vạn vật bắt đầu được sinh ra cho nên nói hữu danh vạn vật chi mẫu chúng ta là từ cái hữu danh mà sinh ra khi chúng ta bắt đầu có danh chúng ta bắt đầu hiện hữu thì thế giới cũng từ đó mà hiện hữu cho nên lúc chúng ta ngủ thế giới không còn hiện hữu bởi vì chúng ta không còn nhận thức được sự hiện hữu của nó lúc chúng ta chết thế giới chẳng còn gì để nói lão tử đã thật sự liễu ngộ điều này thể nghiệm lẽ ra không được nói nhưng vì chúng ta đang nói đến những chuyện này tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng tôi thật sự thể nghiệm được vạn vật đồng nhất thể thể nghiệm này không phải ngày nào quý vị cũng có thể có được hơn nữa có khi quý vị quá ồn ào và làm phiền tôi nên tôi quên mất tuy nhiên tôi đã thể nghiệm được vạn vật là đồng nhất thể. Tôi thật sự biết được tôi ở trong con bướm, con chuột, con mèo, trong chính mình, trong quý vị và trong mọi người. Tất cả đều là tôi. Nếu có người nói với tôi, chúng ta không đồng nhất thể, tôi sẽ không tin. Nghe hiểu không? Tự mình phải đích thân thể nghiệm, thì quý vị sẽ hiểu. Nhưng đương nhiên, lúc tôi còn ở thế giới này, làm cái chức vô vị này, tôi phải đụng chạm với chúng sinh. Tôi đã hiểu đạo và tôi có thể cho quý vị những vật sở hữu của tôi nhưng tôi không thể nào cho quý vị cái đó cho dù mỗi ngày tôi nói với quý vị là vạn vật đồng nhất thể quý vị và tôi là một quý vị cũng không tin tôi cho nên tôi mới làm những điều khác để cho quý vị được thỏa mãn không phải tôi tự mình muốn làm hoặc tôi không hiểu rõ có một vài quý vị làm thầy giáo và biết rất nhiều thứ nhưng khi quý vị dạy cho các em khởi đầu học A, B, C, How are you? Vân vân Quý vị phải để ý xem chúng có đọc sai hay không Và sửa chữa chúng Phải vậy không? Không phải vì quý vị muốn để ý đến sự sai lầm của chúng Nhưng vì quý vị có bổn phận là thầy Quý vị không thể không chú ý Quý vị không thể nói là quý vị đã biết hết nên quý vị không để ý đến những lỗi nhỏ nhặt của các em không phải quý vị cần phải sửa chúng ngay thì mới lợi ích cho các em quý vị không thể nói rằng các em phát âm đúng hay sai chẳng có quan hệ gì đến quý vị quý vị biết phát âm đúng nhưng các em phát âm sai nên các em đến học với quý vị nên quý vị không thể không nói cho các em biết nếu các em không đến học với quý vị thì quý vị không cần phải để ý đến chúng cho nên sống trong thế giới này chúng ta vẫn còn phải liên hệ với mọi người nhưng đừng quên vạn vật thật sự là đồng nhất thể nếu quý vị chưa tin được lời nói của tôi thì quý vị phải ngồi thiền nhiều hơn thành tâm cầu khẩn nhiều hơn rồi có một ngày quý vị sẽ thể nghiệm được điều này và quý vị sẽ tin lúc đó nếu tôi nói với quý vị là vạn vật không đồng nhất thể, quý vị sẽ cãi lại tôi. Quý vị sẽ rất có can đảm, có can đảm để đánh tôi và nói rằng Ngài nói bậy, lúc đó tôi sẽ rất sẵn sàng để quý vị đánh bởi vì nó biểu thị rằng quý vị đã hoàn toàn khai ngộ. Tuy nhiên, liễu ngộ được vạn vật đồng nhất thể vẫn chưa phải là cảnh giới cao nhất cảnh giới cao nhất mà chúng ta có thể đạt tới là cảnh giới hữu danh nơi mà chúng ta phải đạt được trước khi đến cảnh giới vô danh tại sao chúng ta phải tới nếu nơi đó vô minh như vậy cho nên chúng ta hưởng thụ cảnh giới hữu danh cũng vui nhưng đến lúc mệt rồi chúng ta muốn trở về nơi vô danh để nghỉ ngơi cũng giống như khi chúng ta vui chơi với bạn bè có nhiều người cũng vui nhưng khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi rồi chúng ta muốn trở về nhà và nằm ngủ một mình trên giường chúng ta không muốn có ai ở bên cạnh và cũng không muốn nhận thức về sự hiện hữu của chính mình lúc đó chúng ta ngủ rất ngon và cũng rất thoải mái chúng ta theo con đường tu hành là vì chúng ta đã quá mệt mỏi với thế giới rồi chúng ta không còn muốn chơi nữa vì cảm thấy nó không còn ý nghĩa nữa nên chúng ta muốn về nhà nghỉ ngơi chỉ khi đó chúng ta mới được kể là những người tu hành chân chính và thật sự là những người cầu đạo cho nên chúng ta không được dùng bất kỳ phương thức hoa mỹ nào để lường gạt người khác đến tu hành rồi cho rằng mình rất hay nếu chính họ cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi họ sẽ tự nhiên tìm đến vì họ muốn giao tiếp với lực lượng vạn năng nếu không thì chẳng có cách nào khác nếu không chúng ta không thể giúp họ hãy cầu chính mình tốt hơn là cầu người khác giúp đỡ quý vị đều có năng lực cứu mạng bên trong như nhau tôi chỉ dạy quý vị cách dùng thôi tôi không thể cứu được quý vị có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng phải kéo nhiều người đến thọ tấm ấn thì mới hay giống như đi coi hát xiệt vậy chúng ta không nên làm như vậy cần phải chính bản thân họ thành tâm tìm đến thì mới có ích lợi khi họ cảm thấy mệt mỏi chịu không nổi nữa tự họ sẽ bò tới cầu xin quý vị không biết cầu người không bằng cầu mình sao thật sự quý vị phải tự mình cầu chính mình đó lúc quý vị bắt đầu cầu đạo là quý vị cầu chính mình vì quý vị có cái trí huệ hữu danh biết được chân lý khi quý vị cầu thì có nghĩa là trí huệ của chúng ta biết ồ bây giờ ta mệt rồi ta không muốn chơi nữa trí huệ này con người thật của chúng ta biết cho nên quý vị thật sự cầu chính mình bởi vì tôi chính là quý vị quý vị cầu tôi là cầu chính quý vị có lẽ quý vị quá mệt mỏi và quên dùng trí huệ của mình nên tôi dẫn dắt một chút là quý vị có thể tự mình đi được quý vị cầu rồi con người thật của quý vị sẽ gia trì cho chính mình đúng vậy chúng ta có đại trí huệ có vị minh sư ở bên trong chúng ta là mẹ của vạn vật không cầu mình thì cầu ai tôi chỉ là một hình tướng ảo tưởng mà thôi tôi cũng y như quý vị vậy cho nên lúc quý vị cầu tôi biết nếu không làm sao tôi biết nếu không đồng nhất thể với quý vị làm sao tôi biết được quý vị nghĩ gì quý vị ở bên mỹ cầu tôi ở formosa làm sao biết được điều này chứng minh rằng chúng ta thực sự đồng nhất thể bằng chứng cụ thể đã rõ ràng như vậy rồi nhưng quý vị vẫn chưa hoàn toàn hiểu vì quý vị quá chấp vào nhiều thứ làm sao ta có thể hay như thế làm sao ta có thể là lực lượng vạn năng đó ta không có phật tánh ta ta là kẻ giết người kẻ lừa dối người trước đây ta là kẻ lừa đảo ta có năm sáu bà vợ có năm sáu bà vợ cũng chẳng sao vì quý vị đều là đồng nhất thể cả còn tùy theo hoàn cảnh nữa đó là những chuyện quá khứ và bây giờ chúng ta đã biết như vậy là sai khi còn nhỏ quý vị đi đại tiện tiểu tiện khắp nơi thay vì nghe lời mẹ ngồi trong nhà vệ sinh không chừng quý vị còn làm đại trên giường của mình và đôi khi có mùi hôi nữa đó là lúc quý vị còn nhỏ có liên quan gì đến bây giờ đâu bây giờ đã trưởng thành rồi chúng ta đừng làm sai nữa là được rồi phải vậy không quý vị sẽ không làm như vậy nữa cho dù có người cho tiền quý vị thì quý vị còn nhắc đến làm gì quý vị cứ chấp vào ta làm thế này ta làm thế nọ nên đem phiền não đến cho chính mình khiến quý vị quên mất rằng mình vốn có đại trí huệ có năng lực cứu thế khác nhau là ở chỗ này thôi có một lúc nào quý vị hoàn toàn quên đi sự hiện hữu của cái ta không còn quan niệm là ta làm điều này làm điều nọ lúc đó quý vị sẽ hiểu rõ mình là ai và tất cả những phiền não hay đau khổ sẽ không còn nữa quý vị có thể rửa sạch những ấn tượng về ta bằng cách tọa thiền nhiều hơn. Quá âm thanh có thể xóa đi hay che lấp những tiềm thức trong quá khứ. dần dần chúng ta càng lúc càng quên đi. cho nên thỉnh thoảng quý vị quên mất là mình đã làm gì ngày hôm qua, phải không? quý vị có khuynh hướng vừa nói xong là quên mất. tôi cũng vậy. tôi giảng kinh rất nhiều, lại không viết bản thảo. nên lát nữa nếu quý vị hỏi tôi đã giảng những gì, tôi đều không nhớ gì cả có lúc tôi cười khi xem bản ghi chép lại của những bài thuyết pháp tôi có thể nói ồ cô ấy nói hay quá ha nói thật hay thật vậy như khi tôi coi họ duyệt băng thâu hình tôi sợ họ làm sai nên tôi phải canh chừng họ cho đến hai ba giờ sáng cho đến khi hết mấy cuốn băng tôi mới an tâm đi ngủ được tôi biết quý vị đang đợi báo băng thâu hình băng thâu âm cho nên tôi không thể không vội Đôi khi tôi cũng xem đến mê mẩn vì câu chuyện hay quá, như là tôi đang nghe câu chuyện hoặc bình luận của một người nào khác kể vậy, quên mất hẳn đó là của chính mình. Cho nên, tu pháp môn quán âm này thật sự có hiệu quả. Những gì cần quên là quên mất, những gì không đáng quên cũng quên luôn, bởi vì không có gì là không nên quên cả, phải không? Tất cả đều là ảo tưởng đều là ảo mộng. Tôi cũng là một hình thức ảo tưởng, tạo ra để quý vị xem, để quý vị có thể bắt được tần số để nhận được thông điệp, chỉ vậy mà thôi. Nếu không, thân thể này không phải là tôi và người này không phải là tôi. Tôi ở bên trong quý vị, ở bên trong của ta, chúng ta thật sự đồng nhất thể. Cho nên những người thành tâm cầu đạo rất là quý. Ở bên cạnh họ quý vị sẽ cảm thấy rất dễ chịu bởi vì chính bản thân họ đã quá mệt mỏi với thế giới nên họ có thể hiểu dễ dàng và để hết tâm ý vào việc tu hành chúng ta không nên dùng mưu mẹo nào như mỹ nhân nam nhân kế nào để bắt ép họ không cần đâu làm như vậy không hay chút nào cả cho nên chúng ta nói chỉ có ai thành tâm cầu nguyện thanh hải vô thượng sư mới có hiệu quả mà thôi chúng ta phải nhấn mạnh sự thành tâm có những lúc họ không biết rằng họ rất thành tâm nhưng cũng có hiệu quả nhưng thật sự họ rất thành tâm đúng vậy cũng giống như một người giàu có cho một người nghèo khổ một viên kim cương họ không biết đó là một viên kim cương quý họ chỉ nghĩ đó là viên bi để chơi cho nên sự thành tâm không phải là biểu hiện bề ngoài mà là ở bên trong mặc dù có khi nó cũng được biểu lộ ra bên ngoài khi quý vị nhìn một người lạy tượng gỗ quý vị có thể thấy được anh ta rất thành tâm anh ta nói chuyện với tượng phật gỗ và cũng có hiệu quả mặc dù chính anh không biết nhưng anh đã thành tâm cầu nguyện với vị bên trong của chính anh anh đã đặt vị bên trong của anh lên vai của tượng phật rồi niệm nam mô chính tôi vô thượng sư Nam mô chính tôi Thích Ca Mâu Ni là con người thật của chính mình. Nếu chúng ta không thành tâm, điều đó chứng tỏ rằng con người thật của mình đối với thế giới này chưa mệt mỏi, nên con người thật đó chưa muốn tìm lại nguồn cội của chính mình. Điều này phải xuất phát từ con người thật của chúng ta, không phải do đầu óc này. Đầu óc có thể đòi hỏi nhiều thứ lung tung hay nói những lời hoa mỹ và bày tỏ những điều thành tâm cầu đạo nhưng quý vị cũng không làm gì được nếu như con người bên trong của chính mình còn chưa muốn người lái xe mới quan trọng không phải là chiếc xe chiếc xe có thể rất tốt nhưng nếu không có người tài xế xe không thể di chuyển được chiếc xe không thể kiểm soát người tài xế và bảo người tài xế phải lái đi đâu cho dù người tài xế có đang suy si tình một người nào và chiếc xe có thể biết nhưng nó cũng không thể nói hôm nay anh phải đi thăm người yêu của anh người tài xế không muốn đi là cũng không đi được biết đâu hai người đang cãi vã nhau thì chiếc xe cũng chẳng làm gì được hiểu không Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại đạo tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 22 tháng 11 năm 1992 với chủ đề Vạn vật đồng nhất thể. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyền 9.